cần bấm và mã số sẽ được hiện lên máy tính. Sau đây mình sẽ tiến hành việc thử độ bền của máy. Ok không các bạn? Bây giờ mình sẽ thử thêm một lần nữa nhé. Các bạn đoán xem nó có hoạt động được nữa không? Vẫn tốt đúng không các bạn? Dòng máy quét có độ bền cao, bén nhạy, được sử dụng nhiều trong các kho hàng, siêu thị.